Oh, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Thì trước mắt anh em đây chiếc F135 một càng đời 2009 nha mọi người. Tình trạng xe là máy zin, đầu lồng chưa gớt nha anh em. Áo zin theo xe. Chiếc này hiện tại thì máy đang nổ nha mọi người. Quang mới chạy một vòng về. Xe đi nhẹ. Tầm nha anh em. Thì đầu tiên Quang sẽ đi một vòng chiếc này cho anh em tham khảo nha. Chiếc này thì được chủ lên đèn led này nè mọi người, nhưng mà chiếc này bán chủ lấy lại đèn anh em, chủ sẽ đưa lại đèn zin cho anh em nha. Dàn chân là nguyên zin nha anh em, dàn chân zin, dàn áo zin. Quang mới xịt dầu nha. Ốc gấp chưa ra nè. Đầu lồng chưa gớt thì đương nhiên là máy chưa gớt nè. Ốc đẹp nha. Đồng nồi nè. Lên gà đi. Quang lên về gà cho anh em nghe tiếng bô nha. Mâm zin gấp da sườn đẹp được mọt nha mọi người. Quan trọng chỗ này anh em, mâm này zin chưa sơn, chỗ ok, chỗ mới anh em. Cái này anh em về chỉnh sửa xíu là đẹp rồi nha. Tóc tạt nó ghi nhưng cũng lắc đác anh em. Này qua xịt dầu hơi bóng nha mọi người. Cái đầu lòng zin chân zin nè, hai chiếc gấp zin đây, gấp mâm đây, mâm ăn khay đây. Mới đầu lòng cho anh em xem nha. Một chiếc này. Về gửi xin lên cho anh em qua mới xịt dầu nha. Mở
clip qua xe tải chạy một đoạn cho anh em luôn nha. Đây bình xăng đi đây, học ở 94 sườn. Tổng thời gian xe nha mọi người. Rồi, mình sẽ chạy thử một đoạn cho anh em nha. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Xe đi nhẹ anh em, không hú.